Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lan có biết chăng. Sau những lời ra tiếng vào về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, một số viên chức hữu trách đã nghỉ hưu bắt đầu lên tiếng biện minh cho sự lựa chọn ấy. Còn quá sớm để bình phẩm về những cam kết, hứa hẹn của bà Lan cũng như những ý kiến về biện minh cho việc chọn quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi người dân không hề được quyền quyết định của mình, song đối chiếu những cam kết, hứa hẹn và biện minh ấy với tâm sự của những người đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, có thể thấy đang còn khoảng cách rất lớn để có thể thay đổi từ diện mạo cho tới hiệu quả hoạt động y tế trong cả nước. Tuần này, một bác sĩ tâm tình trên trang Facebook về sự kiện y tế Việt Nam có bộ trưởng tạm thời. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh với ông chuyện một cá nhân ở trong hay ngoài ngành y làm lãnh đạo ngành này không quan trọng. Bởi theo ông, với một cá nhân là lãnh đạo, năng lực và sự tận tâm mới là thước đo chính yếu. Cũng vì vậy, lãnh đạo một ngành cần có năng lực nhìn thấu những vấn đề mình đã lãnh đạo đang đối diện. Có tri thức của ngành là một lợi thế, nhưng không có thì có thể học nếu quyết tâm. Bác sĩ Tuấn đã nêu ra hai vấn đề mà dường như không chỉ bà Lan nhìn chưa thấu. Vậy hai vấn đề mà bà Lan cần giải quyết là gì để ghi dấu ấn của mình trong lòng người dân? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Vấn đề thứ nhất là dường như cũng là nguyên nhân khiến y tế Việt Nam đối diện với rất nhiều vấn nạn gọi là y tế ngày càng lệ thuộc vào công nghệ. Bác sĩ Tuấn lưu ý, về y tế ngày nay được xem như là một ngành công nghệ cao, không phải như thời đại của Hải Thượng Lãn Ông trị bệnh bằng cây cỏ, bắt mạch, bấm huyệt. Càng ngày, y tế càng lệ thuộc vào khoa học và công nghệ. Nói cách khác, giá trị mà ngành y tạo ra 10 phần thì công nghệ chiếm tới 9 phần. Còn lại cho nhân viên y tế chẳng là bao nhiêu. Ví dụ kỹ thuật mổ mắt bằng laser là 80 triệu đồng thì tiền chi cho công nghệ các loại hết 75 triệu đồng. Còn lại 5 triệu đồng dành cho nhân viên y tế. Đây là hình ảnh mua trang thiết bị y tế đắt tiền rồi về bỏ không. Các thông tin do báo chí trong nước điều tra thì có thể thấy rất nhiều thiết bị y tế đắt đỏ được mua nhập về nhưng lắp chiếu do thiếu đồng bộ và không có nhân viên chuyên môn biết cách vận hành các thiết bị này. Vấn đề thứ hai mà bác sĩ Tuấn nêu ra là đừng xem nhân viên y tế là một viên chức của nhà nước, bởi nếu cứ tiếp tục nhìn bệnh viện như một đơn vị hành chính có thu, nhân viên y tế như một viên chức phụ sự vô điều kiện thì nhà nước phải bao cấp suốt đời, mà càng bao cấp càng rối ren, không giải quyết được chuyện gì. Về cơ bản là không quốc gia nào có đủ tiền để bao cấp y tế cả, vì y tế ngày nay là chạy đua của công nghệ tiên tiến, là phải đầu tư vào chất xám, là phải thúc đẩy nghiên cứu và phát triển. Y tế không phải là cái thời của các nhà thương vào đó đầy tình thương rồi chết vì không có phương tiện hiện đại gì để cứu chữa cả. Có tấm lòng nhưng không có thực lực, không đủ năng lực thì cũng không làm gì được. Đây là hình ảnh các bác sĩ giỏi của Việt Nam xin nghỉ việc do đồng lương không đủ sống. Đơn cử là trường hợp bác sĩ H ở Đồng Nai, một người có năng lực và tận tâm với công việc nhưng mọi người đều bất ngờ khi anh xin nghỉ việc. Lý do là đồng lương không đủ sống và phải ôm đồm quá nhiều việc không thuộc chuyên môn của mình. Ở vị trí một bác sĩ Tuấn tin rằng xã hội phải nhìn thẳng vào sự thật là để có chi phí y tế thấp như hiện nay, trong cơ chế chi phí chỉ còn mỗi chi phí dành cho nhân viên y tế là dễ bóp nhất. Còn các chi phí khác như hạ tầng, trang thiết bị, thuốc thì đâu có quyền thương lượng để mà bóp. Bóp người ta không bán thì chỉ không có cái mà dùng chứ biết làm sao đây. Nên chi phí thấp mà nền y tế Việt Nam có được là do bóc lột sức lao động của nhân viên y tế, mà sự bóc lột đó không phải là vài trăm, vài tháng, nó có hàng chục năm nay rồi. Tâm tình của bác sĩ Tuấn có hàng trăm người chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, rất nhiều người trong đó là các nhân viên y tế khắp nơi trong cả nước. Họ cảm ơn bác sĩ Tuấn vì đã nêu đúng thực trạng ngành y, nói dùm nỗi lòng của nhân viên y tế. Tuy có người hy vọng quyền Bộ trưởng Y tế sẽ nhận ra đâu là lõi, đâu là khúc mắc của y tế nước nhà, nhưng cũng không ít người không đủ niềm tin và cho rằng mọi thứ rồi sẽ trong vòng luẩn quẩn. Bệnh nhân tiếp tục chết theo đúng quy trình, bà Lan có biết hay chăng? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô chơi dại, chọc vỡ ổ kiến lửa, giờ kiến trào lên đốt Tô chủ tịch tứ phía.
Bộ Công an Việt Nam nổi tiếng là vô trách nhiệm. Ở loại hộ chiếu cũ, rất nhiều người dân bị tình trạng không đề ngày sinh trong hộ chiếu. Tuy nhiên, vì lỗi này không đại trà nên không bị phỏng ánh thành một phong trào lớn. Lần này, ông Tô Bộ trưởng để hộ chiếu không có nơi sinh trong mẫu mới và thế là vô trách nhiệm, nhưng có thể là thái độ ngạo mạn xem thường thông lệ chung của quốc tế. Chính ông Tô Bộ trưởng mang quân sang tận Berlin để bắt cóc người đưa vào Đại sứ quán Việt Nam sau đó trở về nước, thì đấy là hành động xem thường pháp luật quốc tế. Lần này thêm một lần nữa xem thường luật pháp quốc tế và thông lệ chung, chứng tỏ ông Tô Bộ trưởng sống và làm việc vô thiên vô pháp. Đây là hình ảnh hộ chiếu rắc rối, tác phẩm của ông Tô Đại tướng. Vụ cấp hộ chiếu nơi sinh bị Đức ách lại. Đức là nước có tiếng nói mạnh nhất châu Âu. Khi Đức lên tiếng thì ắt nhiều nước châu Âu khác cũng sẽ lên tiếng theo. Vấn đề là thời gian mà thôi. Vì điều mà phía Đức lên tiếng là điều đúng, nó phù hợp với thông lệ chung của cả khối châu Âu. Rõ ràng hộ chiếu thiếu nơi sinh là không đúng. Tuy nhiên phía Việt Nam đang chữa cháy bằng cách lệnh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tạm cấp giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho những người đang giữ mẫu hộ chiếu mới, nhằm hỗ trợ công dân được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác. Hiện nay việc chữa cháy tạm thời chấp nhận được, nhưng cả khối châu Âu đều làm như Đức thì chữa bằng cách nào? Thực sự là rất khó, và chưa chắc các công sở của Đức sẽ chấp nhận những cái giấy tờ không có bảo mật như thế. Một số ý kiến còn cho rằng khi Đức không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới thì nó còn có hiệu lực trên cả thế giới. Tức là những người sở hữu hộ chiếu mới của Việt Nam mà đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và rất có thể sau đó là hiệu ứng domino. Lúc đó thì nhu cầu xác định nơi sinh rất lớn. Với lại người dân bị buộc phải đến đại sứ quán hay lãnh sự quán nước Việt Nam tại nước sở tại xác nhận rất phức tạp, tốn công, tốn của. Mẫu hộ chiếu mới này không những nó gây ra làn sóng tẩy chay của các quốc gia trên thế giới, mà nó còn gây ra sự phẫn nộ đối với người dân nào đang phải giữ tấm hộ chiếu này khi ra nước ngoài. Tại Việt Nam, nếu sống ở tỉnh lẻ cho đến Sài Gòn hoặc Hà Nội để làm việc với lãnh đạo sự hay đại sứ quán là một vấn đề khó khăn. Đằng này, người dân Việt Nam ở nước ngoài thì việc đi lại vất vả hơn nhiều vì khoảng cách càng xa hơn, họ cũng rất bận bịu công việc hàng ngày. Ví dụ tại những quốc gia lớn như Mỹ, Canada, Úc thì việc đến lãnh sự quán hay đến đại sứ quán chỉ để xin tờ giấy xác nhận là cực kỳ tốn kém. Đây là hình ảnh sau Đức sẽ còn quốc gia nào từ chối cấp visa cho loại hộ chiếu mới của Việt Nam hay không? Một sai lầm của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gây ra, giờ tình hình rất phức tạp, chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa, để rồi đợi kiến trào lên đốt mình. Rồi đây sẽ có nhiều phản nàn về sự bất tiện của hộ chiếu mới, vì hộ chiếu này mới phát hành nên chưa gặp phản hồi nhiều. Với độ trễ vài tháng thì sự rắc rối ngày càng tăng khi có một nhiều quốc gia nữa sẽ làm như Đức. Mới đây ngày 20 tháng 7, Mỹ vừa thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người. Cùng với một số nước khác, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dư luận xã hội cho rằng một vài tỉnh thành ở Việt Nam thường bị các nước phát triển đưa vào danh sách đen. Điều này khiến cho việc xét duyệt thị thực có phần gắt gao hơn đối với một số người có nơi sinh ở những vùng như thế. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang tự gây rắc rối lớn cho mình. Hiện nay các nước như Mỹ, Úc, Canada là những nước mà người Việt Nam thích định cư hay đi du lịch, đi du học đều có danh sách của những tỉnh thành mà dân sinh ra từ những vùng này có tỷ lệ ở lại rất cao, trốn không về lại Việt Nam và vi phạm quy định về thị thực. Khi đó, con cháu của quan chức bị các quốc gia này chặn visa gây khó dễ trong vấn đề lưu trú thì áp lực lên ông Tô Lâm ngày càng cao, chứ không hẳn là áp lực chỉ đến người dân. Ông Bộ trưởng Tô Lâm lần này quả là chọc vào kiến lửa thật sự. Hãy chờ xem kiến trào lên đốt ông Tô Bộ trưởng như thế nào.